Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Ngọc và Pho nha. Hôm nay Ngọc xin mời các bạn đi quán ăn của Ama Kitchen, chỗ của em Trấn Thành đó các bạn. Vậy mình đi vô ăn thử nha. Ngọc nghe mấy bạn recommend Ngọc đi tới chỗ này ăn thử rồi. Nên hôm nay Ngọc, gia đình Ngọc đi nè. Ba mẹ Ngọc với Út Ngọc nữa. Wow, cái quán dễ thương dễ sợ không? Wow, đẹp quá ha. Cái quán đẹp dễ sợ luôn. Đây nè ba. Hồng Kông Kitchen. Wow, không gian quán rất là đẹp. Út quay cho các bạn xem vòng nè, để thử này. Chưa em. Dạ, mình đi bao nhiêu người? 5 người. Dạ, mình ngồi em xíu anh. Dạ, đây. Rồi đây, đợi tí xíu mà. Wow. Kệ đi, người ta kêu ngồi nữa nè. Cô coi kìa, cô đẹp quá trời luôn. Đẹp quá ha. Dạ, mình ngồi ghế rồi. Rồi, ngồi ghế ba. Mẹ ngồi đi đợi tí. Hồng Kông. Dễ thương. Wow. Đồ ăn nhìn ngon quá ha. Đói bụng rồi. Đói bụng gì ba? Phải đợi đắt. Đắt lắm ở trong đông mà. Đẹp quá ha. Có bếp mở luôn à cô. Trời, nhìn quay cái đó cũng đẹp lắm luôn. Đẹp ha. Trung Hoa mấy cái bình rượu á cô. Nhìn mấy bình rượu không? Cái con mèo. Cái quán này là quán của em Trấn Thành chứ không phải Trấn Thành đâu. Không. Nghe danh đã lâu bây giờ mới tới. Đẹp. Mọi người đông dễ sợ luôn nè. Ý dễ thương quá à. Coi nè đẹp không? Không quay trên trần thôi, người ta để dù nhìn đẹp quá các bạn. Nhìn đẹp quá à. Ok các bạn ơi, thì bây giờ Ngọc đang quay cho các bạn coi cái menu của Ama Kitchen nha. Để mà Ngọc mở ra cho bạn xem coi có những gì. Có hạt gạo Phúc Lộc, phùng, chảo, hủ, là chân giò các bạn, nhìn đẹp quá. Này có bánh ướt nữa nè các bạn. Đây, đồ điểm sắm. Nếu mình muốn ăn điểm sắm thì có điểm sắm luôn. Nhưng mà nhà Ngọc ăn đồ buổi tối, buổi chiều các bạn. Ồ, có cái này dễ thương quá, bánh bao cá ghé, nhìn ngon. Ở đây có món giống như Tam Bảo Combo Ama. Có đủ thứ luôn, ngon quá, nhìn hấp dẫn. Nhưng mà Ngọc đã lỡ kêu một con vịt Bắc Kinh rồi, để coi cái, có muốn coi cái ăn hết không nhỉ. Đây có mực nữa nè các bạn. Nhìn đồ ăn nhìn ngon quá. Đông. Ở đây nếu các bạn đi phải order trước nha, mà tại nhà Ngọc quên không có order. Nấm chiên giò, phủ, hách, tùng. Wow, nhìn ngộ. Cái chén nhỏ, cho em cái chén nhỏ. Dạ rồi. Có cái này ngon nè, Ngọc có kêu cái món này nè. Cái này có lấy giấm không nè. Chiên giòn, đậu hũ. Đó, bỏ mấy người miếng đi. Thịt bằm cà tím, tay cầm. Lưỡi vịt, muối, tỏi. Rồi. Em mà đây, cái món ăn đầu tiên. Dạ. Thì cái món đậu hũ mà mẹ thích đó. Khác rồi, cái này khác. Cái này là đậu hũ Ama. Đậu hũ Ama. Đậu hũ cầm. Vậy hả? Có này là cơm cháy để mình ăn chung nè. Thử coi. Để học thử coi nó ngon không nha các bạn. Nó mùi đẹp quá. Nó soi mà, hồi nãy chị thấy nó soi soi soi. Nó mùi à bồ. Chờ thử cái tô coi, nóng nổi không? Mà nó nguội ngắt à. Quậy lên. Nóng quá hả? Rồi, cảm ơn em.
nóng quá. Ờ cay quá. Nè ai uống thêm đá nè. Nè, thử cái này nè. Ba muốn cái đó rồi thử. Thẻ ra đi. Này. Ồ, rồi. Đó nè, anh Đức đưa nè cơm. Ồ, mẹ nè, thử cái. Vừa ăn nhưng mà thấy hình ảnh rất là thích nha. Cơm chiên cá mặn. Cái hộp cơm rất là wow, cơm chiên cá mặn ngon lắm. Tại vì con thấy cơm chiên hải sản mình ăn hoài nên ăn thử cơm chiên cá mặn các bạn. Nhìn ngon ghê không? Này, cô đét ra. Cái này là nước chấm thịt vịt. Này, em gái đang làm. Ngon, hình hấp dẫn. Wow. Nhà học mê mấy cái con này lắm, mấy cái này lắm các bạn, nhìn hấp dẫn. Nóng hỏi luôn mẹ, nóng hỏi luôn á mẹ, cái da nó giòn. Nhìn ngon. Dạ, cho em hỏi là nhà mình có dùng dưa leo với đậu hành đầy đủ không? Đầy đủ không? Đây, một em mừng cắt ra, còn một em thì đang chuẩn bị cúng đó mẹ. Thơm phức rồi mẹ. Ngồi cái bên nó cái mùi nó thơm. Ngồi cái bên đó các bạn mà Ngọc nghe cái mùi bay lên thơm dễ sợ luôn. Cận cảnh cho các bạn coi em nó làm luôn nè. Nhà Ngọc đi không có order trước có các bạn cho nên chỉ ngồi được có 1 tiếng rưỡi thôi à. Đông dễ sợ luôn hả? Không có mở thừa. Vậy hả? Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ con dịch đó là đem xuống làm. Làm 3 món phải không? Làm 1-2 món hả mẹ? 2 món. Thịt giòn, rồi rau muống thôi. Bé dịch đó tập yoga dữ lắm. Không có 1 tiếng mở thừa luôn. Vậy hả? Bé dịch đó tập yoga hả? Đó, hôm nay lớp già gà, không có nguyên gì. Nay mình đi tới em mạc chương trình của Trấn Thành, có khi nào mình gặp được Trấn Thành không các bạn? Em cho chị hỏi có khi nào Trấn Thành lại đây không? Dạ có, mới hồi tuần trước là ảnh lên thôi. Vậy ha em? Dạ, buổi trưa ảnh lên, buổi trưa. Buổi trưa ha em, có khi nào giờ này Trấn Thành lại không? Dạ giờ này thì ít lắm chị. Ít lắm hả? Em nó nói là tuần rồi có ghé nhưng mà ghé buổi trưa. Giờ này ít khi nào lại, chắc giờ này nhiều khi mắc đi show hay kia mẹ. Đây, xong món này rồi nè các bạn. Ăn liền đi cho kịp nóng. Dạ, mẹ ba ăn đi, con ăn cái này cái. Ăn đi rồi ăn cái này. Thôi nha. Ăn nóng, mẹ ăn nó đi. Mẹ ba ăn đi, mẹ ăn đi con lấy đó, cho. Mẹ lấy xương đó. Nè ba. Thử đi. Út ăn đi Út. Nè Út nhỏ nè. Ăn thử. Wow, nhìn hấp dẫn. Em sẽ cút một cọng đơn ra. Ngọc ăn thử nha. Ngon. Dạ không? Ngon quá. Ngon nè. Ba ăn được không ba? Ngon. Dạ dâu quá chị dâu tay á. Ngon. Út Ngọc nó ngon các bạn. Tại vì cái microphone Ngọc giữ á, nhiều khi nhà Ngọc nói không có nghe. Cái Ngọc ăn thử miếng này. Đậu hũ với lại cơm cháy.
Đậu hũ vậy hả? Ngon quá. Nhưng mà đậu hũ này bỏ miếng tương vô ngon hơn. Ngon. Chấm miếng nước sốt ngon á. Úc Quang ơi. À được rồi, để đó. Để đi. Ngon á. Giờ đi làm thịt. Mất nhớ xong rồi bỏ đậu hũ vô. Củ miếng chà hoa cúc. Chà bông cúc đỏ. Chà cúc đỏ. Hoa cúc đỏ hả? Ngộ quá ha. Thơm quá, ngon. Thử miếng cơm. Có ăn cơm chưa mẹ? Ăn thử cơm chiên ha. Dạ em gửi ạ. Rồi cảm ơn em. Rồi ăn tiếp, ăn tiếp, ăn tiếp nè. Ăn lại tiếp đi. Ngon, ăn một miếng. Chốt nè. Lý em rồi. Thì em gửi đi. Đây. Đấy. Thì có cũng hành á, nhưng mà Ngọc không thích ăn hành. Nó hăng lắm. Chén ngon. Để trong cái gì. Cơm nữa. Ngon nè. Ăn một miếng cơm chiên. Ngoài Ngọc nói cơm chiên ngon. Các bạn ăn cơm chiên ngon. Cá mặn. Cá này là thịt. Thịt gà. Gà. Gà thôi. Gà cho mà. Ngon cơm nó tôi. Ngon. Cơm chiên ngon. Thơm quá, không có thôi giống như con gà kia, con vịt kia, thơm quá. Vịt rang muối các bạn. Muối cỡ mình làm khác. Cỡ làm khác. Ừ, nó buồn khác. Ăn rồi ngon bóc luôn các bạn. Hả? Ăn rồi bóc luôn. Đây là muối khô. Như nước tại hành. Đúng rồi. Vịt đây nó mềm mẹ. Nó không có bị khô.
kia nó khô quá, đây nó mềm. Vịt ngon. Không có mỡ đâu mày ha, thấy nè không? Tập thể dục. Phương mới nói kìa, vịt là tập yoga. Ngon mẹ. Ăn được hả? Khô hả? Nó không có khô. Bị xào giòn. Nãy em nó nói mình ăn cái này á Phương là phải múc nó ra xong rồi chế cái sốt lên. Chứ đừng có chế chung với nhau để nó mềm. Múc và chế vô cho mình quay. Lấy cái chén nó múc về và chế cái sốt lên. Không, chị Hai lấy cái dĩa. Rồi, thử miếng nha. Bị xào giòn. Đáng lẽ em nó kêu là thường chế vô nhưng mà này Ngọc chế miếng nhỏ thôi. Em thử coi nó sao. Cái nước sốt nè. Nhìn dễ thương đúng không? Thử nha các bạn. Không biết nữa. Ăn mà không biết nói thì sao. Thử miếng rồi mới biết. Không biết nữa. Để ăn thử. Cái vịt nó mềm đó mẹ. Ngon. Thử. Mà nói đúng là mình ăn nhiều mình chan lên nhiều đó, nó không có bị mềm. Lạ lạ, mì xào giòn rất là lạ. Chưa bao giờ Ngọc ăn mì xào giòn vịt đó các bạn. Lần đầu tiên ăn mì xào giòn vịt luôn á. Nếu xót thì mẹ chăng. Nghĩ là nó mì xào giòn. Nãy bây giờ nó mì xào giòn. À, nò nề uống trà đá các bạn, trà đá ngon. Thơm quá ha. Ủa nãy tưởng đâu Út uống nước ngọt, ăn ngọt uống trà đá hả? Ừ, ngon thơm với sợ luôn, để Ngọc bỏ thêm miếng cho nó thơm, ngon quá. Cái trà này ngon. Thơm ha, trà Mông Cúc thơm quá ha. Ok các bạn ơi, thì Ngọc cũng đi, cũng gán trước khi về Mỹ thì cũng gán đi thêm một cái quán ăn nhỏ nhỏ xinh xinh của Trấn Thành. Thì Ngọc cũng xin kết thúc cái video tại đây nha, hẹn các bạn vào clip sau. Bye bye các bạn, bye bye. Các bạn ơi, Ngọc quay cho các bạn coi cái bill của Ama Kitchen đó các bạn. Giá cũng ok các bạn ha, không có mắc tiền lắm. Ngọc ăn nãy giờ luôn, no luôn á các bạn. Có 1.3 triệu à.